Hello, em Sơn xin kính chào tất cả mọi người. Em mới chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay thì bốn anh em chúng em là có cái chuyến đi đánh cá sông. Đây là khung cảnh ở trên núi này. Anh em vừa lên đến trên núi. Còn chuyến hành trình hôm nay thì mình sẽ vượt qua cái dãy này và đi ra cái phía cánh rừng bên kia và sẽ xuống sông. Thì thời gian đi thì chắc là tầm 2 tiếng đi bộ đi qua rừng mới đến nơi. Đây có cái mỏm đá rất là cao này. Ui, khiếp, chóng mặt luôn, rất là sâu. Đấy thì anh em là đi xe máy từ dưới khu dân cư dưới kia lên, lên theo đường rừng đi vào đây. Xe máy thì để ngay dưới chỗ này. Xong là bây giờ mình bắt đầu là đi bộ từ đây về kia. Anh em mình đã di chuyển đến khe suối rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành từ đây đi. Địa hình ở đây thì là rừng núi. Nhưng mà người dân thì cũng có khai thác làm ruộng ở đây. Nhưng mà bỏ hết rồi. Hang khủng. Cá gì ấy? Con gì? Cá gì? Con cá khá to nhá. Cá bống, bống tăng tăng. Con cá bống đầu tiên ăn cơm vàng, cơm vàng, cơm vàng. Được con cá mía đầu tiên nhé. Mục đích là đi săn con cá này nhưng mà bây giờ trời tối rồi mới được con này. Con này là nó chủ yếu là nó ra kiếm ăn buổi tối cho nên là phải thích ôi, buổi tối hoài vào. Cá sáng này. Tài đi mấy giật à, ghê quá anh nhỉ. Cá nìm. Anh em vừa đi vừa nhặt ốc này. Ốc nhiều lắm. Đây ốc này. Ốc là một bữa ốc thì cũng không thoát được rồi. Mực cá thì cũng hơi ít. Mà nó kích lên đến đây thì bây giờ tối thì cũng mới được có một ít cá thôi. Khê này chắc là người ta đi nhiều. Nhất là nhiều ốc nhá, nhưng mà hơi bé một tí thôi. Đây này, tầm cỡ này. Đâu? Ăn cá. Tôm hùm, tôm hùm. Là một con tôm hùm. Tôm này ăn có khả năng là ngon hơn tôm biển đấy nhỉ. Tôm suối trong rừng đấy, nước ngọt đấy. Tôm hùm Alaska đây rồi. Mình không có tiền mình đi ăn tôm suối, tôm rừng thôi. Đây tôm đây. À ra lên đến đây à.
ở đây có một cái chỗ mà người ta làm nghỉ chân này. Nên đây xem có cái gì hấp dẫn không. Ở đây có một cái lưới này, một cái xoong, cái xoong treo ở trên gốc cây. Đấy, xuống theo con đèo. Một cái xoong có cả bát rồi. Hai cơm tiền nhiều lói nữa. Hai cái bát. Lấy cái này làm gì? Để cho người ta ấy. Người ta làm cái này để ngủ nhá, ngủ qua đêm ấy. Khá là rộng, chắc là phải nhiều người lắm. Đây là gốc cây mà tổ ong mật này. Bây giờ đợi cho nó quần nó vào hết rồi thì em sẽ xem, xoay xem. Đây nha mọi người nhá, nhìn thấy quần luôn. Ong bay ra rồi cho nên là em sẽ không xoay đấy nhá. Cũng nhìn thấy mật, mình có thể lấy tay thò vào để lấy mật luôn. Đây, em đã quay trở lại đến cái chỗ mà ban đầu. Sau một hồi đi mỏi hết chân luôn. Ý, mọi người ơi, mỏi chân, mỏi chân. Em về trước một ít. Về mình đốt lửa để nướng thịt lên. Đây, đây mọi người. Một mình nhá. Đây. Hai cái đầu gối này mỏi hết luôn. Mỏi ở phía dưới, bên dưới của cái đầu gối này. Em có cầm mang về trước một ít ốc này. Đây là một ít ốc này. Ốc núi này, ốc đá đây. Khá là nhiều. Chỉ lấy bằng này thôi, không lấy nhiều. Tủ ăn bữa tối này. Còn là ba anh em mình vẫn đang đi thêm một lúc nữa thì mới về. Đấy, anh em về rồi đây. Ê, gặt hái thành công nhỉ. Quá thành công. Được dỡ, được dỡ 2 con. Này lấy ít thôi, mai mới lấy nhiều. Quả đây nhá mọi người nhá. Đấy. Được một túi. Nói chung là không được nhiều đâu. Nhưng mà chỗ này gọi là đủ cho anh em dùng một bữa. Chủ yếu là tôm là nhiều, rất là nhiều tôm luôn. Ok chưa? Đang làm một ít mỡ, trao mỡ. Mình nấu đơn giản thôi mọi người ạ. Cho nước giấm rượu xuống là sôi lên là mình thả cá xuống thôi. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà ăn rất là ngon nhá. Một nồi đầy nhá. Úp nồi. Rau rừng đấy. Đây là rau rừng này. Lá cây sâu sâu nhá mọi người nhá. Mùa này là đang rất là non, ăn rất là ngon luôn. Cái cá này thường thường ở chỗ mình là hay dùng để ghém với cá nướng, hoặc là gọi là cứ ghém với cá là ăn là cực kỳ ngon. 22 giờ qua 13 phút. Bây giờ mấy anh em mới bắt đầu được ngồi nhá. Lạc xoang này nấu lên khá là nhiều. Thịt lợn này. Thì kia là hành một tí. Nào, xin mời đi. Nào, mời đi. Xin mời mọi người nhá. Rồi, đứng dưới đi. Mời anh em nhá. 22 giờ đấy. Xong anh em. Không phải vô cho kia tí cái chỏng kê cát đấy. Để vớt để rơi xuống tự ăn. Ây
đúng đầu còn người chả biết được ăn. Chính chuẩn đấy chị mày đây, làm con tôm Alaska trước rồi. Tôm này bán hàng khủng chất vời. Mày dám kể thả sao bớt như này bớt này rực rỡ luôn, tiếp tục làm tầm 10 cái này mọi người, 10 cái này là xong là cũng ok đấy. Cái này ngon đấy, đúng kiểu đấy, chủ yếu là tôm nhiều rồi đấy, tôm này, lươn này, cá bống gọi là các kiểu. Ếch chạc đây, ếch chạc cũng có. Ui dùng một nát rồi đây, ếch chạc đây nát rồi đúng. Ui ếch này nó nấu một tí là nó trong nát đây này, ếch chạc dưới cùng quá. Cá mía cũng có này, cá khiếu cũng có. Ừ, đặc sản đây lấn lộn trong đây hết rồi. Đây là miếng tỏi cho nó thông họng nào. Làm cái này sướng quá. Đây, làm cái thứ hai đi nhỉ. Hạt mật lăn tia coi phun của người không? Dừng dưới nha. Cái này cái thứ hai bắt đầu. Không biết là tải được thêm mấy cái. Hết cái này. Mai chào buổi sáng chai kia xong về. Còn một chai nữa. Tổng cộng 1 lít dưới, à 3 lít dưới. 3 lít dưới. Đi có một đêm uống 3 lít rưỡi. Chịu rồi. Này thì nguy hiểm quá. Tầm này ở nhà nên bây giờ hết cái chai kia lâu nữa. Này đi mấy ngày Tết tích mỡ, bây giờ đi leo đồi cho nó giảm ít mỡ bụng đi. Đấy. Đây, cá mía đây. Ăn đi. Mấy quần nhỉ? 4-5 con đi mà. 4 con. Không có tạc chứ gì? 4 con. 5 con chứ. Còn thêm được là bé. Đây con này cũng là cá mía mà. Con này đây. Không phải, không phải đâu. Con này sừng. Con này sừng đấy. Cá sừng. Và chết được sừng không ăn à? Ăn. Đấy chà. Mía ngon ăn. Bữa tiệc đến đây chương trình là kết thúc rồi đấy mọi người ạ. Ăn hết một nửa. Không giờ 15. Hiện tại là 00 giờ 15 nhá. 12 giờ qua 15 rồi. Đang là sang ngày mới rồi đấy. Bốn anh em hôm nay thì đi cũng từ sáng 12 giờ đến bây giờ cũng là 12 giờ. Nhưng mà 12 giờ của hôm sau rồi. Đổ 2k. Hơn 2k. Đấy, bốn anh em đổ 2k bây giờ cũng vào tầm qua 12:00 giờ đêm rồi đấy. Sang ngày mới rồi. Ở nhà thì chắc là mọi người ngủ hết rồi, nhưng mà bọn em mình vừa mới xong thôi nhá. Vừa mới giải quyết xong. Bây giờ là mình sẽ cất đồ xong là ăn kẹo, bánh kẹo xong là uống nước chè đàng hoàng xong mới nghỉ mọi người nhá.